Hôm qua mùng 1 tháng 10, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ xả súng điên cuồng tại tiểu bang Oregon ở miền Tây nước Mỹ. Theo nguồn tin báo chí và cảnh sát địa phương, vụ xả súng xảy ra ở trường đại học cộng đồng Umpqua ở thành phố Roseburg của bang Oregon vào lúc 10 giờ 30 phút sáng. Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy nhiều loạt đạn và tiếng la hét. Nguồn tin cho biết thêm, thủ phạm đã bị bắn hạ. Trong khi đó, CNN dẫn lời một quan chức địa phương cho biết thủ phạm đã bị bắt giữ. Danh tính kẻ xả súng chưa được xác định, trong khi cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, lập một trung tâm hỗ trợ các nạn nhân và điều tra động cơ của vụ việc. Một số tờ báo địa phương cho biết, kẻ tấn công dường như đã đăng tải một thông điệp lên mạng trước khi thực hiện vụ xả súng.